tránh ra, cứ đi ra ngoài đi. Nhấc lên thôi, nhấc lên anh ạ. Nhấc lên luôn. Nhấc được luôn mà, nhấc vỏ lên. Băng dính bên dưới. Cái gì rồi? Đấy. Vất vả sang đây đi, vất vả góc này đi. Vất vả đấy, vất thế. Đấy giờ lại. Buồn con này. Mà bảo hành. Anh nói là anh đo hai tâm này vào. Nằm ngoài này trước nó chỉ có kia thôi. Review. Đấy, giới thiệu các bạn cái máy này bóc ra đây. Nó chỉ như thế này thôi. Đấy. Bóng mượt. Đấy, đấy nhựa bóng mượt đây. Đây. Đấy. Chất chơi. Đấy. Năm nay với máy này. Đấy. Vẫn thế luôn. Và đấy review các bạn đấy, máy móc rồi, máy móc lại vàng đây là thông số của nó các bạn nhé, tổng đài miễn phí này thì các bạn có thể gọi bảo hành qua cái số này. Mà thường thì nó chẳng sao đâu, nó đã test rất là kỹ rồi. Đây. 12.000 VTU, cái gì hả anh? Thước mét ở trong bên hông. Giờ 32. Cái gì gam này là 7 cân rưỡi. Kích thước này, nhân này. 7A là dòng này, 1300W này. Đấy. Vôn là điện áp này, 220V. Ampe cái này là mắc với em 1.6. Mắc cái gì một mình không hiểu được hết. Rồi. Nó có cái mã chứ, là cái mã này nè các bạn này. Cái mã này nó sẽ trùng với mã cục nóng. Đấy. Nếu mà nhà ngược nhau là không đúng. Đấy. Cục nóng này, đây cũng vậy. Đấy, nó trùng với nhau mã cục nóng này. Đấy. Đấy các bạn. Đây có những cảnh báo. Ok. Thước mét em phải để đấy, không là những cái này nó đập vào nó vỡ mẹ thước mét. Anh đo hai tâm chưa? Đo theo quả có dùng được cả hai không thì khoan lại một lỗ. Khoan lại một bên. Đấy con điều hòa này anh làm mình nắp đấy các bạn ạ. Đấy. Ông đồng của nó vẫn cũ dài thế kia đấy, cứ để nguyên như thế nên nó cứ lượn vòng. Hơi đồng gian tí. Thực ra cái chỗ này là ống đồng của mình là đủ ấy, mình không phải nối đâu. Bao nhiêu? Cái con đấy của con Daikin 18 à, Daikin 18 thì nó to. Khoan lại một cái bên tay trái của anh ấy thôi anh ạ. À. Thấy chưa? Khoan lại một cái bên tay trái thôi. Có dùng được không? Bút còn dùng được không? Rồi, bây giờ em vất khoan lên đứng yên đấy. Hả? À? Dung á? Đéo sợ đâu. Tí em đứng giá còn anh lên lóc nhà. Tí em đứng nhớ. Lần trước ta mới tháo xuống máy 18 là ta tắt em. Đưa được. Máy khoan. Rồi xong rồi đến tiếp theo là mũi khoan. Mà đưa cả cái này lên cho ông ấy đây. Lấy đồ lâu lắm. Đây, thế đằng nào trước mình cũng dùng, ông cũng dùng. Điện đúng không? Điện mới khoan được.
Hả? Giá nào? Bắt như thế này nhá. Bắt như thế này này. Đây, anh đưa vào đi, lần trước là như này đi. Đấy, nó là như thế đấy. Đấy, đưa vào như thế đấy. Đấy, nó là như thế. Cái này là nổi cao thế này à? Cái gì? Nó có nổi là cao này à? Đoán tấn lên mái gì? Lối theo ba cái lỗ này là ba cái lỗ này nó lên được thì cái ba cái lỗ đấy phải lên được. Anh đưa vào ba lỗ bên này nè. Bỏ con gạch ra. Ba cái lỗ lên được không? Hả? À. Của mã to rồi, của mã máy 18 thế đẩy lên. Đẩy lên anh đưa vào ướm dùng được hai lỗ thôi. Dùng hai lỗ thôi. Mỗi lỗ thôi à? Mỗi lỗ thì... Thôi được rồi, thế khoan mẹ lại đi. Có được lỗ nào đâu hay khoan lại hết. Còn như thế nhá, để như thế đấy, để thế đi. Khoan lại hai lỗ. Thôi khoan lại hai lỗ anh. Chấp nhận vậy. Bởi vì nó là cổ con 18 đây. Cổ con 18 nó lại không phải con 12 nên là nó cái mã của nó cũng to hơn đấy. Thôi chấp nhận vậy. Cái bên tay trái anh khoan... Bên tay trái khoan hai lỗ thôi. Thôi cứ khoan ba lỗ. Bên trái phải cứ khoan ba lỗ hả? Cái gì? Không. Anh cứ kẻ ngang ra. Anh để cái đấy làm ngang ra anh kẻ ra. Mấy cái này làm thước này. Đây cái này chưa lắp. Đây. Anh cứ kẻ ngang ra thẳng mà. Em ngắm thấy chưa? Em ngắm chưa? Sao phải đo từ dưới nền nên nó khổ đó. Đấy, thẳng đây. Ui, thẳng tắp luôn đi. Tắp luôn đi. Trẻ, anh cứ kẻ trái phải mà nó vuông góc thế nào được mà. Thẳng tắp. Rồi. Được rồi. Thế rồi, bây giờ là mình giải quyết ống đồng ấy, thế là xong. Ok đi.